Chào chào bác ạ. Hôm nay cháu Chào ra em. nhà cháu muốn ghi hình ảnh về quá trình bác điều trị và bệnh thuốc. Trước tiên bác cho cháu biết về họ tên, địa chỉ, quê quán bác đang ở đâu. Thì ở tên là Nguyễn Thị Huệ. Năm nay 55 tuổi. Vâng. Cụm 3, thôn Phú Long, xã Long Tiên, Phúc Thọ, Hà Nội. Vâng. Chị tâm sự về con đường điều trị bệnh của chị như nào? Chị là chị thì em cho em nghe là chị bị đau cột sống thì lâu rồi. Thế nhưng mà một hôm đang bán hàng thì chị chà tay thì là bị đau cột sống. Dạ. Không đứng, không đi được, không ngồi được. Thế nay chị ra bệnh viện Melatech, chị khám thì đi chụp phim thì họ nói là mình bị L4, L5, S1. Thế xong rồi chị đã đi về. Thế xong rồi đến ngày hôm sau chị cũng bảo tôi đi tiếp bệnh viện nữa để xem có chính xác không thì để mình điều trị. Thế là con chị đưa ra bệnh viện 1/8 cộng hưởng từ thì cũng hai bệnh viện sập khớp nhau là L4, L5, S1. Sau khi chị điều trị và kiểm tra ở viện về thì họ đi tiếp ở viện này ở đâu không? Thì khi đi kiểm tra ở viện 1/8 về thì bác sĩ cho đơn để lấy thuốc tây. Chưa lấy. Dạ, vâng. Và chị đi về nhà tối hôm đấy thì chị có một anh hàng xóm. Dạ. Anh ấy làm giám đốc của bệnh viện xương khớp ở Hải Phòng. Dạ, vâng. Chị hỏi anh đấy thì anh ấy tư vấn cho chị là em không nên mổ, bởi vì các bác sĩ tư vấn là phải mổ. Dạ. Thì anh ấy bảo thôi em cứ từ từ, không nên mổ vội. Dạ, vâng. Bây giờ anh em cứ đi vật lý trị liệu đi. Dạ. Thì chị đi ra các bác sĩ là về giờ làm tư nhân ở tháng 1 đấy. Thì chị ra đấy là chị đi kéo giãn cột sống và đi vật lý trị liệu là 1 tháng 26 ngày. Dạ. Nhưng mà chị vẫn không đi được thẳng mà chỉ lom khom thôi. Ngày trước chị đau như vậy, chị có đau nhiều không? Vẫn lại có bình thường không? Khi là chị chưa bị cái đợt đấy thì nó chỉ kiểu thứ nhất thay đổi là nó nhức nhức ở cột sống. Dạ, vâng. Thì khi bị hôm đấy ra xong là không đi được một tuần, là làm đâu làm đấy, không đi được. Dạ. Thì đi kéo giãn cột sống và đi vật lý trị liệu thì về thì đi nhưng mà nó lom khom, không thẳng được lên. Dạ, chị đau ở bên nào nhiều? Đau bên phải. Dạ. Thẳng xuống gót chân. Dạ, vâng. Đấy là đi. Sau khi điều trị một không hiệu quả thì chị có điều trị thêm ở đến đâu không? Khi chị đi vật lý trị liệu 1 tháng 26 ngày thì chị đi là vẫn không thẳng được mà nó vẫn buốt ở sống lưng. Dạ. Thì đến lúc mà cháu chị mới nghe được thông tin là ở dưới Trương Mỹ có một thầy thuốc tên là ông Thoan. Dạ, vâng. Thế là chị mới, con chị mới đèo xuống đấy thì thầy thuốc là đắp ná cho chị một tháng với lại uống thuốc 1 tháng. Đắp lá ở lưng và uống thuốc, đun thuốc sắc uống. Thế xong chị về nhà được đắp được nửa tháng thì chị đi được. Mới đầu chị uống thuốc thì bệnh tình nó đang lên hay giảm luôn? Chị uống thuốc thì tất nhiên là uống vào nó cứ thấy nó căng, nó đau hơn lên. Xong hỏi bảo chị cứ uống đi, trong một tháng thì sau như thế nào thì gọi điện cho em để em biết. Thế thì chị lại tiếp, con chị lại đi lấy uống 1 tháng nữa. Thế là chị uống 2 tháng rưỡi, là từ ngày đấy là chị đi lại bình thường. Em hỏi là chị điều trị tổng cộng là hơn 2 tháng? Chị điều trị tổng cộng là 2 tháng rưỡi. Bằng pháp đắp thuốc uống thuốc, bằng phương pháp và đắp lá ở lưng và đun thuốc sắc uống. Vâng, cho nay chị khỏi được bao nhiêu năm rồi? Chị bị bệnh từ năm, khi bị như thế là từ 2015. Dạ, vâng. Đến bây giờ là 29. 25, 29 hơn 3 năm. Hơn 3 năm, gần 4 năm rồi. Nghe nghiệp của chị hàng ngày là chị bán nước ở ngoài này đúng không? Nghề nghiệp chị bán nước. Dạ, vâng. Hàng ngày thì công việc thì bán nước hàng ngày thì làm việc bình thường không? Bây giờ là chị bình thường, làm bình thường rồi. Vâng. Đi lại dễ dàng. Trong hơn 3 năm qua thì điều trị bất cứ loại thuốc nào ngoài nhà thuốc thì
hơn 3 năm qua chị không điều trị bằng phương pháp gì, bằng chữa bệnh xương khớp. Không dùng ngoài thuốc nào? Không dùng một loại nào khác. Chị khỏi là gần 4 năm rồi, hơn 3 năm đấy. Rồi. Bây giờ chị còn đau nữa không? Bây giờ chị không có đau. Vâng, làm được bình thường rồi không? Làm được bình thường. Em hỏi thêm là ngày trước chị đau như vậy, nặng bao thời gian mà không lại được, lúc đó tư tưởng của chị có chán không? Ôi dồi ôi, lúc đấy chị cứ tưởng bảo con chị là thế này là mình sẽ không đi được rồi. Dạ vâng. Là cứ nằm đâu ở đấy là không đi được rồi. Dạ. Chị nằm bất động đau ở trên giường bao nhiêu thời gian? Nằm bất động 7 ngày. Lúc đó biết. Ai là người chăm sóc chị thường xuyên? Không dậy được, không ngồi, không gì, là cứ kê hết chăn xung quanh, kiểu gối xung quanh người. Dạ. Thế xong rồi khi mà dậy là phải 2-3 người, khi đi vệ sinh là phải 2-3 người nhâng. Dạ. Nhâng lên mới dậy được. Dạ vâng. Thì có con gái chị với chị gái chị chăm hàng ngày. Thì hôm nay em ra em phỏng vấn và ghi lại hình ảnh của chị về quá trình chị điều trị khỏi pháp vị ở đây. Cho nên chị điều trị khỏi được hơn 3 năm rồi. Hiện tại không còn đau đớn nên làm được bình thường rồi. Em hỏi thêm một câu tế nhị này. Chị cảm nhận là thuốc em điều trị bệnh pháp vị đem hiệu quả không? Chị thấy là thầy thuốc tên là Thoan là điều trị là tốt. Dạ. Chị từ thời gian đấy là chị không phải uống thuốc gì. Dạ. Mà chị thường thường thấy ai bị pháp vị ở đây là chị cứ mách và đi xuống dưới Trường Mỹ. Dạ, vâng. Là nhà chú Thoan đấy, chú chữa này, chị là người chữa ở đấy đã đi lại bình thường. Dạ vâng. Mà em ra phỏng vấn của chị thì cảm ơn chị đã bớt thời gian, chị bán nước rất là bận. Vâng. Đã cho em xin từ 5 đến 10 phút để em phỏng vấn, ghi lại hình ảnh tư liệu của thực tế quá trình điều trị khỏi pháp vị đạm nhà thuốc. Vâng. Thì em thay mặt thuốc em cảm ơn chị và chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe nhé. Vâng. Còn em chào chị. Vâng vâng. Cảm ơn. Cảm ơn chị nhé. Vâng. Rồi chị.